Người dân Hàn Quốc và Trung Quốc đang trải qua đợt giá rét kỷ lục. Thủ đô Seoul của Hàn Quốc có thời điểm lạnh sâu âm 22 độ C. Thế giới đang tiến gần tới việc có được bộ quy tắc thương mại kỹ thuật số toàn cầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch điện tử, cũng như thúc đẩy thương mại kỹ thuật số và kinh tế kỹ thuật số. Ngành du lịch ở quê hương của ông già Noel dự kiến sẽ bùng nổ và đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử. Mỗi ngày Yakun, mỗi ngày khỏe mạnh. Có ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương sau khi xảy ra một vụ xả súng tại một trường đại học ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc. Vâng, và cụ thể thì vụ xả súng xảy ra trong tòa nhà khoa học nghệ thuật. Cảnh sát cho hay là tay súng thì đã bị tiêu diệt. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đám đông người dân và du khách đang tháo chạy hỗn loạn khi mà xảy ra vụ nổ súng. Nghi phạm là học sinh của trường này. Nhưng danh tính cũng là động cơ của nghi phạm thì vẫn chưa được cảnh sát công bố. Hiện tại thì cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra vụ xả súng kinh hoàng này. Liên quan tình hình xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas, Israel đã yêu cầu sơ tán các khu vực rộng lớn ở Khan Yunis, thành phố chính phía nam dải Gaza. Trong thông báo, quân đội Israel cũng xác nhận đã tiến hành các chiến dịch trên bộ, trên không và trên biển nhằm vào các hạ tầng quân sự tại thành phố Khan Yunis. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cũng cho biết Israel đã công bố các bản đồ cho thấy những khu vực mới với diện tích bằng 20% thành phố Khan Yunis được đánh dấu để tiến hành sơ tán. Cơ quan này nêu rõ trước khi xung đột xảy ra, đây là nơi sinh sống của hơn 110.000 người. Khu vực này cũng đã có 32 cơ sở tạm trú với hơn 140.000 người đang nương náu và phần lớn trong số này thì trước đó đã phải di tản từ phía Bắc. Quân đội Israel đã phát hiện một trung tâm chỉ huy của Hamas trong hệ thống đường hầm bên dưới thành phố Gaza. Theo quân đội Israel, các đường hầm này thường xuyên được sử dụng bởi các lãnh đạo cấp cao của Hamas. Bên trong đường hầm được trang bị hệ thống điện, nước, camera giám sát và cửa chống bom đạn. Các lực lượng của Hamas có thể di chuyển dễ dàng bên trong thành phố hướng tới các trung tâm chỉ huy khác trong khu vực. Tuy nhiên, Hamas đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của Israel. Trung Quốc hôm nay thông báo sẽ ngừng xuất khẩu một loạt công nghệ chiết xuất và phân tách đất hiếm. Trung Quốc vốn chiếm gần 70% sản lượng khai thác đất hiếm toàn cầu và gần 85% công suất xử lý toàn cầu trong năm ngoái. Trong khi đất hiếm lại được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như quốc phòng, tua bin gió hay các phương tiện sử dụng năng lượng mới. Trong những năm gần đây, châu Âu và Mỹ cũng đang cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc. Tuy nhiên, các nước này vẫn chưa làm chủ được quy trình chiết dung môi để tinh chế các loại khoáng sản chiến lược như Trung Quốc do sự phức tạp về kỹ thuật. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo kế hoạch phân bổ 600 triệu đô la Mỹ thông qua các tổ chức tài trợ khu vực nhằm khắc phục ô nhiễm ở các cộng đồng có điều kiện khó khăn. Khoản tài trợ trên là một phần trong gói ngân sách trị giá 3 tỷ đô la Mỹ được phân bổ theo đạo luật giảm lạm phát nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường mà các cộng đồng thiểu số và thu nhập thấp đang phải đối mặt. Khoản ngân sách này được kỳ vọng sẽ tài trợ cho hàng nghìn dự án đảm bảo công bằng trong lĩnh vực môi trường. Các khoản tài trợ dự kiến bắt đầu mở đăng ký và triển khai vào mùa hè năm 2024. Tổng cộng có 11 tổ chức khu vực sẽ cùng quản lý các khoản tài trợ trên. Thưa quý vị, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm nay đã nối lại đối thoại kinh tế cấp cao ở thủ đô Seoul. Đây là cuộc đối thoại kinh tế cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong 8 năm qua và được xem là một dấu hiệu nữa cho thấy quan hệ hai nước đang tiếp tục cải thiện. Tham gia cuộc đối thoại có Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề kinh tế Hàn Quốc Kang Jae-won và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Keiichi Ono. Hai bên đã đánh giá hợp tác kinh tế song phương và thảo luận về chính sách an ninh kinh tế. Cuộc đối thoại kinh tế cấp cao đầu tiên giữa Hàn Quốc và Nhật Bản diễn ra vào năm 1999. Tuy nhiên, từ năm 2016, hoạt động này đã bị đình trệ do căng thẳng giữa hai nước. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ưu tiên hàn gắn quan hệ với Nhật Bản. Đầu tháng này, hai nước đã khôi phục thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 10 tỷ đô la. Khoảng 48% lượng ô tô chở khách đăng ký mới tại châu Âu từ đầu năm tới nay là các dòng xe điện bao gồm cả là xe chạy hoàn toàn bằng pin
điện và xe lai giữa dòng xăng và điện theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô tại châu Âu. Cũng theo báo cáo này thì lượng xe điện các loại đăng ký mới thì đã tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái, gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng của toàn thị trường xe. Tuy nhiên thì giới sản xuất ô tô châu Âu thì cũng đã cảnh báo đó là nguy cơ ngành xe điện của châu Âu bị tụt lại phía sau trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh trợ cấp sản xuất xe điện, còn Trung Quốc thì có nhiều lợi thế về chuỗi cung ứng nguyên vật liệu. Nhiều nhà sản xuất lớn như là Volkswagen, Stellantis hay là Mercedes thì đã cảnh báo nhu cầu chững lại và cuộc chiến giảm giá sẽ tác động mạnh tới thị trường xe điện trong năm tới. Bộ trưởng dầu mỏ Angola hôm qua tuyên bố nước này sẽ rời khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Theo bộ trưởng này, sự tham gia của Angola trong OPEC không còn phục vụ lợi ích của đất nước nữa, tuy nhiên không giải thích cụ thể. Trước đó thì một cuộc họp của OPEC và các đối tác đã bị đình trệ do những bất đồng quan điểm liên quan đến hạn ngạch sản lượng khai thác mà Angola được phân bổ. Căng thẳng tại Biển Đỏ, tuyến vận tải huyết mạch Đông Tây của thế giới chưa có dấu hiệu lắng dịu. Lực lượng Houthi vào ngày hôm qua đã phát đi cảnh báo sẽ mở rộng mục tiêu tấn công trên Biển Đỏ nếu như Mỹ tiến hành các chiến dịch chống lại lực lượng này. Tuyên bố được phát đi trong bối cảnh đã có hơn 100 tàu chở hàng phải thay đổi lộ trình tránh đi qua Biển Đỏ trong những ngày vừa qua. Các cuộc tấn công trên Biển Đỏ làm gia tăng tâm lý lo ngại, thương mại quốc tế có nguy cơ gián đoạn khi vừa chớm phục hồi sau đại dịch COVID-19. Sau khi một số tàu bị tấn công, ngày càng nhiều tàu chở hàng quyết định điều chỉnh lịch trình và chi phí vận chuyển. Theo giới phân tích, những quyết định này được cho là sẽ gây tác động đối với hoạt động thương mại toàn cầu. Mức độ tác động tùy thuộc vào thời gian khủng hoảng tiếp diễn. Nếu khủng hoảng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, người tiêu dùng sẽ không nhận thấy điều gì, có thể ngoại trừ giá năng lượng tăng cao. Nó sẽ chỉ là tạm thời. Nếu kéo dài lâu hơn, chúng ta sẽ thấy lạm phát tăng trở lại. Những tổn thất về chi phí bảo hiểm do điều chỉnh lộ trình và sự chậm chế hàng hóa là những tác động trực tiếp trước mắt. Ước tính chi phí để một tàu cỡ lớn chở dầu thô đi qua kênh đào Suez từ châu Âu tới Trung Đông đã tăng 25% trong một tuần. Chi phí vận chuyển một container từ Trung Quốc đến Địa Trung Hải trong tháng 12 đã tăng 44% đến mức $2,413. Giá cước vận chuyển container đã tăng lên. Chúng đã tăng lên mức cao nhất vào năm 2023. Dù mức giá này là thấp so với khủng hoảng chuỗi cung ứng thời COVID, nhưng vẫn cao hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong năm 2023. Không chỉ cước tăng, mà thời gian vận chuyển cũng tăng sau khi nhiều hãng vận tải biển đã thay đổi hành trình. Nhiều hãng tàu biển lớn như Hapag-Lloyd, MSC và Maersk hay các công ty dầu mỏ hàng đầu gồm BP và Frontline đều thông báo sẽ tránh di chuyển qua tuyến đường biển này, điều chỉnh hướng lộ trình sang phía mũi Hảo Vọng ở miền Nam châu Phi. Chính phủ Cuba vừa công bố kế hoạch kinh tế năm 2024 với một loạt biện pháp nhằm tăng nguồn thu ngoại hối, tăng sản lượng quốc gia và giảm thâm hụt ngân sách. Thủ tướng Cuba Marrero vừa bật sự cần thiết phải tăng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, phục hồi du lịch, thay đổi quy mô thị trường hối đoái và phục hồi dòng kiều hối nhằm khuyến khích sản xuất trong nước. Thủ tướng Cuba đề xuất thúc đẩy hợp tác sản xuất với nhà đầu tư nước ngoài và các chủ thể ngoài quốc doanh, giảm 50% thuế nhập khẩu nguyên liệu thô nhằm giảm bội chi ngân sách, và ông Marrero đề xuất tăng giá năng lượng cũng như là chấm dứt trợ cấp phổ cập cho các loại hàng hóa cơ bản, chuyển từ mô hình trợ cấp cho sản phẩm sang hỗ trợ tài chính cho các nhóm dễ bị tổn thương. Kế hoạch điều chỉnh kinh tế vĩ mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ này của Cuba bao gồm cả việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái chính thức giữa đồng peso Cuba và đồng đô la Mỹ trong năm 2024. Indonesia đã khởi công các hạng mục quan trọng của thủ đô mới Nusantara, đó là tòa nhà trụ sở cảnh sát quốc gia và ra mắt phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Phóng viên Hữu Hưng, thường trú tại ASEAN, thông tin chi tiết. Tổng thống Joko Widodo hôm qua đã ấn nút khởi công xây dựng tòa nhà trụ sở cảnh sát quốc gia tại thủ đô mới Nusantara. Phát biểu tại đây, nhà lãnh đạo Indonesia bày tỏ hy vọng sự hiện diện của cảnh sát quốc gia tại khu vực trọng điểm của thủ đô mới sẽ giúp thành phố an toàn hơn và có thể ngăn chặn các nguy cơ tội phạm từ sớm. Tổng thống cho biết là dự kiến công trình sẽ được hoàn thiện vào tháng 11/2025 với kinh phí khoảng 160 tỷ rupiah, tức khoảng 10,3 triệu đô la Mỹ. Cùng ngày,
ông Joko Widodo cũng đã chứng kiến lễ ra mắt mạng lưới giao thông thân thiện với môi trường tại Nusantara. Tập đoàn vận tải Indonesia Bluebird đã đầu tư tổng cộng 250 tỷ rupiah, tức hơn 16 triệu đô la Mỹ, để triển khai mô hình giao thông công cộng thân thiện với môi trường ở thủ đô mới. Khoản đầu tư này được sử dụng để trang bị xe buýt nhanh chạy điện, xe taxi chạy bằng điện, ô tô cho thuê chạy bằng điện và xe buýt công cộng. Bluebird cũng sẽ hoàn thiện các cơ sở hạ tầng phụ trợ được quản lý tích hợp bằng công nghệ thông minh như là cung cấp điểm dừng xe buýt, bãi đỗ xe, điểm trung chuyển và kho chứa. Được biết trước đó, Indonesia đã khởi công bệnh viện đa khoa trung ương chuyên chữa trị các bệnh tim mạch và đột quỵ, là bệnh viện thứ tư được xây dựng tại Nusantara trong vòng 3 tháng qua. Indonesia đang nỗ lực để đưa thủ đô hành chính mới đi vào hoạt động từ cuối năm sau 2024. Hữu Hưng, phóng viên Truyền Việt Nam thường trú tại ASEAN. Hai tuyến đường vận tải quan trọng là kênh đào Suez và Panama đang gặp phải những quan ngại về an ninh và gây lo ngại đối với tuyến đường thương mại vận tải toàn cầu dịp cuối năm nay. Khoảng 12% thương mại toàn cầu là đi qua Biển Đỏ, nơi có kênh đào Suez ở phía Bắc và eo biển Babamanzeb ở phía Nam. Kể từ giữa tháng 11 đến nay, thì hơn 10 tàu quá cảnh đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công quanh Biển Đỏ. Nhiều công ty vận tải biển đã phản ứng bằng cách hoãn các chuyến đi xuyên khu vực, tuyến đường quan trọng giữa châu Á và châu Âu. Tập đoàn dầu mỏ BP thì vừa thông báo đã tạm dừng các chuyến hàng qua eo biển này với lý do là tình hình an ninh ngày càng xấu đi, vì khu vực này là kênh vận chuyển hàng hóa quan trọng đối với dầu, khí đốt tự nhiên hóa lỏng và hàng tiêu dùng, nên là tình trạng thiếu hụt và tắc nghẽn có thể đẩy lạm phát lên cao. Chi phí vận chuyển và chi phí bảo hiểm cho một số tàu đi qua khu vực này cũng đang tăng lên. Một tòa án ở Pháp hôm qua đã yêu cầu công ty dược phẩm Servier trả hơn 460 triệu đô la tiền bồi thường cho vụ bê bối về thuốc giảm cân liên quan đến cái chết của nhiều người. Vụ bê bối y tế này được đưa ra ánh sáng vào năm 2007 khi một bác sĩ cảnh báo về các nguy cơ cho sức khỏe liên quan đến Mediator, một loại thuốc cho những người bị bệnh đái tháo đường thừa cân, nhưng vẫn được kê đơn rộng rãi cho các đối tượng khác như một loại thuốc hỗ trợ giảm cân. Theo một số chuyên gia y tế, Mediator có thể là nguyên nhân gây ra cái chết của 1.800 người. Thuốc này sau đó đã bị cấm tại Pháp, nơi đã có hàng triệu người dùng loại thuốc này. Và tiếp đó, Mỹ, Tây Ban Nha và Italia cũng có lệnh cấm tương tự. Và bắt đầu từ hôm qua, thì các nhà hàng và quán cà phê ở Canada không còn được phép cung cấp cho khách hàng ống hút bằng nhựa, hộp đựng thức ăn, túi đựng hàng hoặc là dao kéo dùng một lần. Quy định cấm các sản phẩm bằng nhựa sử dụng một lần đã được Canada ban hành năm ngoái, dự kiến triển khai theo từng giai đoạn trong nỗ lực của nước này nhằm đạt mục tiêu đến năm 2030 không có rác thải nhựa. Thống kê cho thấy người dân Canada vứt 3 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, trong đó có 15 tỷ túi ni lông. Chỉ có 9% trong số này thì được tái chế. Chính phủ Canada đã đặt mục tiêu tăng tỷ lệ này lên 90%. Australia là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm sử dụng đá nhân tạo do lo ngại ngành công nghiệp sản xuất này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Doanh nghiệp và người dân nước này được khuyến cáo là không mua và sử dụng thêm bất kỳ sản phẩm đá nhân tạo nào nữa từ đầu năm tới. Lệnh cấm hoàn toàn đá nhân tạo, bao gồm cả hoạt động nhập khẩu, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2024. Thưa quý vị, vào giờ này ngày hôm qua thì giải thưởng VinFuture Prize 2023 tôn vinh các công trình nghiên cứu đột phá và có đóng góp to lớn cho thế giới đã giành những cái giải thưởng chính của mình, giải thưởng cao nhất trị giá 3 triệu đô la Mỹ cho phát minh kiến tạo nền tảng bền vững cho năng lượng xanh thông qua việc sản xuất pin mặt trời và pin lưu trữ bằng lithium ion. Thế giới đánh giá là có hai cuộc cách mạng về công nghệ này đã giúp việc đưa nguồn năng lượng sạch tiếp cận một cách dễ dàng hơn với hàng tỷ người trên trái đất và mở ra những tiềm năng mới hỗ trợ khai thác nguồn năng lượng sạch và vô tận từ bầu trời. Năng lượng là nền tảng của cuộc sống. Từ thời tiên sử cho tới xã hội hiện đại, mọi hoạt động của con người đều cần tới năng lượng. Hiện nay, 80% năng lượng toàn cầu đến từ dầu mỏ, khí đốt và than đá. Nhưng các nguồn năng lượng này đang dần trở nên cạn kiệt. Và một công nghệ mới đã ra đời, đó là công nghệ pin mặt trời silicon. Các tấm pin có hiệu suất cao hiện đại đều dựa vào công nghệ bộ phát thụ động và tiếp điểm phía sau PERC. Pin công nghệ PERC chiếm tới 60% thị phần tấm pin mặt trời trên toàn thế giới. Những tấm pin năng lượng tái tạo đã giúp chúng ta hướng tới hệ sinh thái bền vững hơn, giúp tăng cường sức khỏe cho thế hệ con cháu tương lai. Hy vọng các bạn cùng tôi vượt qua thách thức biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, nguồn năng lượng sạch đến từ mặt trời đã được cất giữ trong những viên pin nhỏ bé. Pin lithium-ion đã mở ra một kỷ nguyên mới cho lĩnh vực lưu trữ năng lượng khi mang đến cơ hội giúp người dân ở mọi nơi thuộc mọi tầng lớp xã hội đều có thể tiếp cận và sử dụng năng lượng xanh, bền vững. Pin lithium-ion chính là thành phần nền tảng của thế giới hiện đại khi cung cấp năng lượng cho hơn 15 tỷ thiết bị di động, 26 triệu xe điện trên toàn cầu, cũng như hàng triệu thiết bị điện trong cuộc sống hàng ngày. As a light and a small dechargeable pin lithium-ion nhỏ nhẹ, sạc được là công cụ để ta có thể thúc đẩy xã hội linh hoạt và bền vững hơn. Pin lithium-ion đang dần đóng vai trò quan trọng tạo nên xã hội tương lai bền vững. Tôi tin là vậy, và đây là công cụ để dẫn dắt ta hướng tới sự phát triển ngày càng bền vững. Cải tiến đột phá trong sản xuất năng lượng xanh bằng pin mặt trời và lưu trữ bằng pin lithium-ion đã góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu, tạo nền tảng cho một thế giới di động đa kết nối và mở ra các cơ hội mới trong việc tiếp cận năng lượng sạch với chi phí phải chăng. Thông qua đó, công trình góp phần đáng kể vào sự phát triển công bằng và bền vững trên toàn cầu. Các cuộc đàm phán tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nhằm xây dựng các quy tắc toàn cầu về thương mại điện tử đang đạt tiến triển lớn và dự kiến sẽ chính thức kết thúc vào năm tới. Các cuộc đàm phán đạt tiến triển trên 3 lĩnh vực chính gồm tạo thuận lợi cho thương mại kỹ thuật số, môi trường kỹ thuật số mở và niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các vấn đề như xác thực điện tử và chữ ký điện tử, hợp đồng điện tử và giao dịch không cần giấy tờ, bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng đã được giải quyết. Đàm phán về thương mại điện tử toàn cầu được khởi động vào năm 2019 với sự tham gia của khoảng 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho 90% số thành viên của WTO. Mục đích là để xây dựng bộ quy tắc thương mại kỹ thuật số toàn cầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch điện tử cũng như thúc đẩy thương mại số và kinh tế số. Sáng kiến về thương mại điện tử của WTO mang đến cơ hội cho các nước thành viên thiết lập các quy tắc chung toàn cầu nhằm nâng cao sự ổn định, khả năng dự đoán và giảm chi phí cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại xuyên biên giới đang phát triển nhanh chóng. Sự đồng thuận về một loạt quy tắc thương mại kỹ thuật số tại WTO sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại kỹ thuật số, đặc biệt đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đồng thời giúp thúc đẩy chuyển đổi số. Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận mang lại lợi ích cho người lao động, doanh nghiệp, chính phủ và người dân, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Thế giới đã đạt được sự đồng thuận trong việc thúc đẩy phát triển thương mại xanh và kỹ thuật số. Thương mại kỹ thuật số là động lực mới cho tăng trưởng thương mại toàn cầu trong thế kỷ 21. Theo ước tính thì 2/3 dân số thế giới đã tiếp cận với Internet. Thương mại kỹ thuật số chiếm tới 1/4 tổng thương mại toàn cầu, đạt gần 5.000 tỷ đô la và vẫn đang tăng trưởng với tốc độ rất nhanh. Hình thức kinh doanh trực tuyến bùng nổ đã thu hút số lượng lớn khách hàng với quy mô và phạm vi rộng lớn, khiến nhiều người lo sợ đây sẽ là mối đe dọa đối với các cửa hàng truyền thống. Tuy nhiên, các nghiên cứu thị trường đã chỉ ra rằng thương mại trực tuyến kết hợp với cửa hàng truyền thống là một mô hình ưu việt, đáp ứng nhu cầu khách hàng và cải thiện trải nghiệm mua sắm. Với sự bùng nổ của thương mại trực tuyến, nhiều doanh nghiệp thậm chí tin rằng các cửa hàng thực tế đang trở nên lỗi thời. Nhưng theo một nghiên cứu mới đây của Đại học Indiana, Mỹ, các cửa hàng thực tế có thể mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp thương mại điện tử. Các doanh nghiệp chỉ bán hàng trực tuyến thường phải đối mặt với tỷ lệ trả hàng và đổi hoàn tiền cao, do khách hàng không thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm trước khi đặt mua. Việc duy trì các phòng trưng bày sản phẩm có thể giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng, gia tăng mức độ hài lòng khi mua sắm trực tuyến. Các phòng trưng bày sản phẩm không phải là nơi bán hàng, mà là nơi khách hàng có thể đến sờ và cảm nhận sản phẩm trước khi mua sắm trực tuyến. Các phòng trưng bày có thể cải thiện sự hài lòng của khách hàng đối với thời gian giao hàng bằng cách cung cấp cho họ những thông tin trực quan hơn về sản phẩm, giảm bớt sự không chắc chắn. Sau khi đã đến phòng trưng bày, khi trở về mua sắm trực tuyến, người tiêu dùng sẽ dễ dàng hơn trong việc chấp nhận thời gian giao hàng kéo dài. Nắm bắt được tâm lý khách hàng, nhà bán lẻ hàng đầu của Mỹ Amazon cố gắng kết hợp trải nghiệm mua sắm trực tuyến và ngoại tuyến với chuỗi cửa hàng thời trang ứng dụng công nghệ cao.
các sản phẩm trưng bày chỉ có một màu sắc và kích cỡ để tiết kiệm không gian. Nhưng khách hàng có thể quét mã QR, lựa chọn kích cỡ và màu sắc mong muốn, rồi nhấn nút giao đồ đến phòng thử đồ. Khách hàng có thể tiếp tục chọn lựa sản phẩm trên màn hình cảm ứng trong phòng thử đồ như khi đang mua sắm trực tuyến. Các nhân viên sẽ lấy sản phẩm từ kho và chuyển tới tủ bảo mật của phòng thử đồ. Như vậy, khách hàng không phải đi hết các giá hàng để lựa chọn đồ mình thích và cũng không phải rời phòng thử đồ trong quá trình mua sắm. Chúng tôi nghĩ rằng khách hàng nên có lựa chọn về việc mua sắm khi nào, ở đâu và như thế nào. Chúng tôi biết họ thích mua sắm trực tuyến và họ cũng thích mua sắm ngoại tuyến. Vậy nên các cửa hàng thực tế của chúng tôi cung cấp cho họ những sự lựa chọn. Để áp dụng mô hình kinh doanh kết hợp kênh bán hàng trực tuyến với các cửa hàng truyền thống đã giúp các doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận khách hàng, đem đến cho họ những trải nghiệm phong phú hơn, giải quyết được những lo ngại khi mua sắm trực tuyến, qua đó giúp tăng độ tin cậy đối với thương hiệu. Người dân Hàn Quốc và Trung Quốc đang trải qua đợt giá rét kỷ lục, nhiệt độ ở nhiều nơi xuống dưới điểm đóng băng của nước. Thời tiết giá rét đang bao trùm khắp đất nước Hàn Quốc do ảnh hưởng của sóng lạnh từ Bắc Cực. Với nhiệt độ trung bình ở Seoul dao động trong khoảng từ âm 22 độ đến âm 14 độ C. Sáng nay là sáng buốt giá nhất mà người dân tại thủ đô Hàn Quốc trải qua trong mùa đông năm nay. Từ tối qua, cơ quan khí tượng Hàn Quốc cũng đã ban bố cảnh báo rét đậm tại nhiều khu vực, đồng thời nâng cảnh báo tuyết rơi dày lên mức cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo gồm 4 cấp. Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã bước vào một đợt rét đậm kéo dài nhiều ngày và được ghi nhận là tháng 12 lạnh nhất trong 40 năm qua. Cơ quan khí tượng Thượng Hải dự báo nhiệt độ thấp nhất ngày hôm nay dao động từ âm 4 đến âm 6 độ C tại các vùng ngoại ô. Nhiệt độ trên toàn thành phố sẽ tiếp tục dưới ngưỡng 0 độ C trong suốt cả ngày. Đợt rét đậm hiện nay là bất thường đối với thành phố này. Thưa quý vị, mạng thời tiết Trung Quốc dự báo hôm nay 22 và ngày mai 23 tháng 12, 90% diện tích lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc thì có thể đóng băng khi mà nhiệt độ giảm dưới 0 độ. Vâng, và sóng lạnh từ Bắc Cực đã tràn xuống, làm cho miền Bắc ở Trung Quốc lạnh kỷ lục. Và điều này thì cũng khiến cho nhiều địa phương phía Nam vốn ấm áp cũng bị ảnh hưởng bởi mùa đông giá lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh phía Bắc trong 3 ngày nay luôn duy trì ở mức kỷ lục mới vào mùa đông như Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, âm 25 đến 27 độ C, Nội Mông âm 25 đến âm 28 độ C, Bắc Kinh thấp nhất âm 15 đến 17 độ, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc âm 15 đến 17 độ. Nhưng do luôn có gió mạnh nên mức độ giá buốt càng cao. Ngày 21-22 tháng 12, không khí lạnh, sóng lạnh từ Bắc Cực tiếp tục từ phía Bắc tràn xuống phía Nam, khiến cho hầu hết diện tích lãnh thổ Trung Quốc nằm dưới 0 độ, mức có thể đóng băng. Lần đầu tiên, nhiều địa phương gần phía Nam Trung Quốc, mùa đông dưới 0 độ như thành phố Nam Kinh, Hàng Châu, nhiều thành phố ấm áp như vùng nhiệt đới như Quảng Châu, Phúc Châu có ngày 4-5 độ. Trung Quốc giữ cảnh báo màu vàng, mức thấp nhất về cảnh báo nhiệt độ tới ngày 22 tháng 12. Hầu hết các địa phương miền Nam Trung Quốc lập kỷ lục khi thấp hơn so với lịch sử gần đây từ 5 đến 7 độ. Thượng Hải lập kỷ lục rét nhất 40 năm khi ngày 21 tháng 12 có lúc nhiệt độ âm từ 4 đến âm 6 độ. Dù nền nhiệt độ ở Thượng Hải vẫn ấm hơn so với miền Bắc Trung Quốc, nhưng đợt rét đậm kéo dài ở thành phố 25 triệu dân này là bất thường. Thậm chí cách đây vài ngày, ở phía nam tỉnh Quảng Đông gần Việt Nam còn xuất hiện tuyết rơi. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Tập yoga với thú cưng được cho là giúp người tập giảm căng thẳng. Một lớp yoga ở Paris, Pháp đã bổ sung thêm 10 chú chó con vào các lớp học. Các buổi tập thường bắt đầu bằng 40 phút tương tác với các chú cún và sau đó là 20 phút tập yoga. Các học viên cho biết sự xuất hiện của những chú cún tinh nghịch giúp buổi tập thư giãn và mang lại nhiều hạnh phúc hơn. Lớp học yoga này tổ chức 20 buổi mỗi tuần và thường kín chỗ, giá cho một buổi tập là 35 euro. Gần đến dịp Giáng sinh thì cũng là lúc các sân trượt băng thường được lắp đặt ngoài trời ở các thành phố châu Âu. Tuy nhiên, thị trấn Sint-Truiden của Bỉ đã chuyển sân trượt băng dịp lễ hội vào trong một nhà thờ không còn sử dụng để tránh thời tiết thất thường. Những người chơi trượt băng còn thích thú hơn khi sân băng được chiếu đèn trang trí, trong khi những bài hát Giáng sinh vang vọng khắp tòa nhà và mọi người trượt băng bên cạnh những khung cảnh Chúa Giáng sinh. Đơn vị tổ chức cho biết đây là sân băng trong nhà thờ đầu tiên ở Bỉ và sân băng này cũng thân thiện với môi trường khi không sử dụng nước hay điện, tất cả đều không phát thải CO2.
Sân băng trong nhà thờ sẽ tiếp tục phục vụ tới hết tuần đầu tiên của tháng 1. Thưa quý vị, Giáng sinh thì sắp đến rồi, chỉ còn có vài ngày nữa thôi. Và với hàng tỷ người trên thế giới thì có thể nói đây là dịp lễ quan trọng bậc nhất trong năm. Và có lẽ còn gì bằng nếu như mà Giáng sinh lại còn được đến cả quê hương của ông già Noel nữa, anh Quang. Vâng, quê hương của ông già Noel đúng không ạ? Chúng ta đang nhắc tới là vùng đất Lapland ở phía bắc Phần Lan. Từ lâu thì đã nổi tiếng với danh hiệu là nơi ở của ông già Noel rồi. Năm nay thì ngành du lịch Lapland dự kiến là sẽ bùng nổ và đạt được doanh thu cao nhất trong lịch sử. Một nhân vật tưởng tượng nhưng lại mang đến thu nhập thực sự đáng kể cho miền đất đầy băng tuyết này. Mỗi mùa đông đến, được du lịch tới Lapland, Phần Lan là ao ước của rất nhiều người, nhất là các gia đình có con nhỏ. Đây là dịp để các bé được trải nghiệm những điều thú vị ở quê hương của ông già Noel. Mùa đông năm nay, ngành du lịch của Lapland dự kiến sẽ phá vỡ mọi kỷ lục, khi hiện tại đang có tới 13 chuyến bay thẳng tới thủ phủ Rovaniemi, khiến nơi đây ngày nào cũng đông đúc, bất chấp thời tiết giá lạnh. Giám đốc sân bay đã phải thuê thêm 20 nhân viên thời vụ để giúp hành khách kéo hành lý, cũng như bảo đảm an ninh. Tháng 12 là thời điểm bận nhất. Năm nay chúng tôi đang chuẩn bị phá vỡ mọi kỷ lục du lịch của vùng này. Năm ngoái, lượng du khách từ Anh đổ về đây chiếm đa số. Năm nay, hãng hàng không của Anh EasyJet cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bằng cách tăng thêm chuyến bay đến Lapland. Mỗi ngày, tại Rovaniemi, nơi được cho là có ngôi nhà của ông già Noel, đón tới 80.000 lượt khách, nhiều trong số đó ở lại qua đêm. Ngay cả ông già Noel này cũng bận rộn đón khách hơn hẳn mọi năm. Còn chưa tới Giáng sinh, nhưng ngày nào chúng tôi cũng đón vô số du khách, rất đông đúc và bận rộn. Không bỏ lỡ cơ hội, Lapland cũng đã xây dựng hẳn một công viên chủ đề ông già Noel với vô số dịch vụ giải trí hấp dẫn, và đây đã trở thành một trong những điểm đến thu hút khách. Với lợi thế tuyết rơi dày và mùa đông kéo dài, một số khách sạn thậm chí đã hết phòng tới tận tháng 4 năm sau. Mỗi năm, ngành du lịch mang lại cho vùng Lapland khoảng hơn 400 triệu đô la Mỹ. Trong vòng 5 năm tới, con số này được kỳ vọng sẽ tăng lên khoảng hơn 600 triệu đô la Mỹ một năm. Tại Cộng hòa Séc, một doanh nghiệp gia đình nhỏ đang cố gắng gìn giữ nghề thủ công truyền thống trước nguy cơ bị mai một. Đó là nghề sản xuất đồ trang trí Giáng sinh thủ công từ thủy tinh. Xưởng đã tồn tại trong hơn một thế kỷ qua và đến nay là xưởng cuối cùng tại Cộng hòa Séc còn sản xuất châu thủy tinh trang trí cây thông Noel một cách thủ công. Làm đồ trang trí Giáng sinh thủ công từ thủy tinh là một nghề đã được duy trì tại Cộng hòa Séc trong hơn 100 năm nay. Cô Barbara Kunhava là đồng sở hữu xưởng sản xuất đồ trang trí thủy tinh thủ công Rautis. Cô điều hành xưởng cùng với chồng mình, anh Marek, một thợ thủ thủy tinh. Và đây là cách các đồ trang trí Giáng sinh từ thủy tinh được tạo ra. Đối với nghề thủ công này, bạn cần có kỹ năng và bí quyết. Còn tất cả các thiết bị đều rất đơn giản. Bạn không cần những thiết bị đắt tiền. Tại Rautis, toàn bộ cộng đồng cùng tham gia vào quá trình sản xuất. Chẳng hạn như công đoạn mạ bạc các châu thủy tinh. Các hóa chất khác nhau được kết hợp và phản ứng với không khí. Điều này tạo ra ánh bạc lấp lánh và độ sáng của các châu thủy tinh. Hay công đoạn sơn tay thủ công. Xu hướng trang trí cây thông Noel bắt đầu từ thế kỷ 19 và bùng nổ sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Các châu thủy tinh nhỏ này thật hoàn hảo để trang trí Giáng sinh. Chúng nhỏ bé, nhẹ và lấp lánh. Năm 2020, UNESCO đã công nhận kỹ thuật chế tác thủy tinh thủ công của Cộng hòa Séc là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Điều này mang lại một sự thay đổi lớn cho Rautis. Giờ đây, bên cạnh làm nghề thủ công, vợ chồng cô Barbara và anh Marek còn cung cấp các tour du lịch cho 30.000 du khách quốc tế hàng năm đến thăm xưởng sản xuất. Danh hiệu di sản thế giới vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm. Chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm lớn đối với cộng đồng thợ thủy tinh, mà ở đây chính là các đồng nghiệp của chúng tôi. Vì giờ đây, chúng tôi hiện diện trước toàn thế giới, trước toàn thể công chúng. Số lượng mẫu mã của các châu thủy tinh trang trí Giáng sinh lên tới hơn 20.000 và luôn được bổ sung thêm.
một châu trang trí có giá dao động từ 5 đến 50 euro. Dù vậy, việc duy trì nghề thủ công truyền thống này không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với vợ chồng cô Barbara. Tôi là người cuối cùng làm nghề này, nên tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải cố gắng duy trì. Và cứ như vậy, xưởng Rautis của vợ chồng cô Barbara vẫn tiếp tục làm ra những sản phẩm đồ trang trí Giáng sinh đẳng cấp thế giới. Đồ trang trí Giáng sinh từ thủy tinh của Rautis tiếp tục được xuất khẩu đi khắp muôn nơi.